Rất là kỳ lạ, thường thì mình thấy những người đàn ông sẽ ngồi uống rượu với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại là những người phụ nữ. 14, 15 chén là say. À, mỗi người uống được khoảng 14, 15 chén là say. Vâng. Bữa cơm này rất là đặc biệt luôn này. Một âu thịt gà rất là to như này. Bên này là một âu phở. Phở và phía bên này là gì ấy? Wow. Bún gà. Thế mọi người ơi, thèm cực luôn ấy. Nhìn này. Bát của mọi người đâu? Người dân bọn em không cần bát ạ. Thiệt thôi. Từ từ sao mọi người không dùng bát à? Không cần. Người dân nhỉ? Bọn em không cần bát. Ngôi làng này rất là ăn chơi nhá. Này, toàn làm những cái chỗ ngắm cảnh mà kiểu không nơi nào có luôn, không ở đâu có luôn. 204 à? Có con nhỉ? Hai con. Ôi trời ơi, lấy chồng sớm thế. Có định đẻ nữa không? Không ạ. Không đẻ nữa à? Ôi trời ơi, nhìn bọn nó chạy lên kìa. Mình phải bò từng bò đi, bọn nó chạy. Và bằng một điều kỳ diệu nào đấy thì ba hòn đá này nó chồng với nhau và tạo nên một cái điểm để ngồi chơi check in rất là đẹp như thế này. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang trở về từ cái con đường mà bà con ở đây đang làm. Quên mất đây là bản, mình gọi là bản gì em nhỉ? Bản Mông. Bản Mông. Tên cụ thể ấy? Tên cụ thể là người Mông. Bản người Mông kìa? Vâng. Nó không có một cái tên rõ ràng à? Vâng. Thì hầu như là ngôi làng này còn không tên cơ. Vâng. Nếu mà theo tôi hiểu như vậy. Đấy. Thì tôi đang trên đường trở về cái ngôi làng không tên để đi xem cái hòn đá, ba hòn đá chồng lên nhau mà Nô có giới thiệu cho tôi. Nhưng mà trời bắt đầu đổ mưa rồi. Và thậm chí là mưa rất to, đi đường nào nhỉ? Đi đường đây. Đường trong hàng này, ở đây có nhiều đường đi lắm anh ạ. Thế à? Vâng. Những ngôi nhà kết nối với nhau bằng những con đường mòn nhỏ nhỏ như này. Vâng. Đấy. Rất nhiều những con đường nhỏ như này. Gà. Nhà này đang làm gì ấy? Hôm nay nhà nó đang bể ngô. Bể ngô à? Bể có ngô. Trẻ con không? Có. Trẻ con nhiều lắm anh ạ. Trời mưa thôi, mình không kịp về nhà, mình thử vào ngôi nhà này trú mưa đi. Được, được mà, không bảo đâu. Mình đã thấy cơ số các bạn thiếu nhi rồi. Trong nhà thì rất nhiều những tiếng dân gian nói chuyện. Các cháu đang ngồi xem điện thoại. Ăn được than đòn dài. Nô chia kẹo giúp anh nhá. Vâng. Chia kẹo cho các bạn nhá. Em chào mọi người ạ. Em chào mọi người. Em thấy trong này nhiều tiếng ồn quá. Vâng. Chào anh. Anh là chủ nhà. Trời ngoài mưa, em trú mưa một chút. Không biết là đây các mẹ, các chị đang làm gì đấy. Mọi người đang làm gì đấy ạ? Đi bẻ ngô à? Bẻ ngô nhưng mà bây giờ bây giờ thì là mưa rồi, về nhà nghỉ đúng không? Nhưng mà mọi người đang làm gì đây ạ? Đi uống rượu. Thế đang bẻ ngô lại quay về đây uống rượu à? Thậm chí là cô bé này còn ăn một bát bún này, một cái đùi gà này, ngồi dưới đất. Thế các chị uống đi, các chị uống đi. Để tôi để xem mà. Chị có uống không? Có chứ mà. Ôi. Chị con nhỏ mà chị cũng uống hả? Bạn này cầm cái miếng thịt gà rất là ngon. Em nhấp môi thôi vì em không uống được rượu. Hình như là tôi xem là mọi người có uống rượu không nào. Mọi người uống đi ạ. Chị vừa uống xong rồi đấy ạ. Uống xong một chén rồi đấy ạ. Rất là kỳ lạ, thường thì mình thấy những người đàn ông sẽ ngồi uống rượu với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại là những người phụ nữ. Đây này, thậm chí là chị này đang có con nhỏ nhưng mà chị vẫn làm một chén hết luôn. Thậm chí là rót thêm một cái chén mới nữa. Thấy là các anh con trai thì có vẻ là lép vế hơn và đang phải ngồi một góc. Không biết là bà hình như bên kia cũng uống rượu này. Vui thật đấy. Thì ở đây ai biết nói tiếng phổ thông không ạ? Chị biết không? Anh này biết không? Anh chủ nhà đúng không? Anh ơi, sao mọi người lại tụ tập uống rượu suông như này anh? Có biết
không? Về là thu ngô. Thu ngô. Thì em nghĩ là nếu mà mệt thì phải ăn cái gì? Vừa mới ăn gà thôi mà. Ăn xong. Ăn xong đi mà. À mọi người ăn thịt gà xong rồi à? Xong rồi. À đây là rượu để tráng miệng thôi gì? Ờ tôi lại tưởng các chị ở đây, các cô ở đây nghiện rượu chết. Ngô chả bẻ được mấy mà cứ ngồi uống rượu này say chết mất. Wow, rất là hay. Hóa ra là mọi người vừa đánh chén thịt gà xong, thậm chí là mình còn thấy là có một cái túi thịt gà như này, chắc là để chia phần. Mọi người kiểu đang lạ mình ấy, đang cười rất là tủm tỉm. Thôi mọi người cứ uống tự nhiên đi, em không quay nữa đâu. Mọi người cứ uống tự nhiên đi ạ. Mọi người cứ uống tự nhiên đi ạ. Đấy. Phụ nữ trên này uống rượu tốt thật đấy. Em có biết là họ uống được bao nhiêu chén rồi không? Các chị ấy. Không ra thì 14, 15 chén là say. À, mỗi người uống được khoảng 14, 15 chén là say. Vâng. Thế là tiểu lượng là cao đấy nhá. Vâng. So với cả đàn ông là như thế là cao đấy. Úi dồi. Em cảm ơn nhưng mà em nhấp môi thôi bởi vì em không uống được rượu. Em vừa leo dốc mệt đấy. Uống say đấy. Em xin phép gia đình chú mưa ngồi chơi mọi người tí. Lâu lâu muốn lên. Nhấp môi nhá. Say lắm. Cảm ơn anh chủ nhà nhé. Thông cảm với em cũng rất là quý người Mông nhưng mà cái khả năng uống rượu em không có. Và em rất cảm ơn đây. Anh cất giúp em nhé. Em không uống được. Không uống được mà. Ano chưa được uống rượu nhỉ? Em chưa được. Chưa đủ tuổi uống rượu. Và bây giờ vừa mưa xong nắng lại lên thì những cái tia nắng nó chiếu vào nhà nó rất là đẹp. À, bụng mình đang rất là xót, thậm chí là đang đói. À, và thậm chí là Ano cũng bị ép một chén rượu này này. Em uống một nửa nhá, em thật sự em không uống được rượu. Cảm ơn gia đình. Chúc mọi người uống rượu vui vẻ ạ. Xong mọi người đừng có uống say. Mọi người uống say lại không làm được những công việc khác. Rất là đông luôn. Em xin phép ạ. Em chào mọi người vì là trời nó cũng hết mưa rồi. Em đi chơi quanh bản một chút, quanh làng mình một chút. Mọi người uống rượu vui vẻ nhá. Em chào mọi người. Bye bye mọi người. Chào mọi người. Anh ơi, không thì mình sang nhà bên kia ăn một bữa cơm. Nhưng mà là bây giờ còn sớm mà. Sớm không, người trên này như thế mà anh. Người trên này như thế nghĩa là ăn cơm sớm ấy hả? Vâng. Mọi người ở nhà đã ăn cơm rồi à? Vâng, gần 5 giờ thì ăn cơm rồi. Ồ, 5 giờ đã ăn cơm rồi à? Vâng. Ồ, hay nhỉ. À, anh nghĩ là chắc là một phần nữa là cũng vận chuyển những cái vật liệu ấy, nó mệt ấy. Thì mọi người sẽ ăn cơm sớm hơn một chút. Bây giờ trời vẫn rất còn sớm. Hay là mình cứ đi xem hòn đá trước nhở? Ở bên kia anh. Bên kia à? Vâng. Nếu mà theo em thì nên ăn trước hay là đi xem trước? Tùy anh thôi. Thú thật với các bạn là mình rất là quý người Mông. Mình không ngại cái việc ăn uống với họ. Và mình cũng đi rất nhiều bản làng người Mông và gia đình người Mông. Thì họ cũng rất là niềm nở và sẵn sàng mời mình ăn cơm cùng, chứ không có hề có một cái ý nào xua đuổi hay là như nào cả, đúng không Nô? Đúng rồi anh. Họ rất là tình cảm luôn đấy. Nếu mà bạn mà bị lạc hoặc là cơ nhỡ đường ấy mà không có gì ăn hoặc không có nơi ngủ ấy thì mình nghĩ là chúng ta nên lựa chọn một ngôi nhà của đồng bào người Mông để chúng ta có thể xin một bữa cơm. Con đường này nó thấm nước, nó bắt đầu trơn rồi nhá mọi người. Đúng rồi. Đấy. Thậm chí là tôi còn phải trượt đi như này. Đấy, 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 đấy. Ui ôi. Đấy. Không hề dễ một chút nào đâu. Nên là lời khuyên cho các bạn là nếu lên đây chơi ấy, thì phải đi vào những hôm mà nó nắng một chút. Và đừng uống rượu. Mình đang đói, làm một chén rượu nó còn đang hơi chuếnh. Mới nấu xong thôi đúng không? Chứ cũng chưa dùng cơm. Gần ăn rồi anh. Gần ăn rồi à? Úi chị nhớ hụ lắm.
bữa cơm này rất là đặc biệt luôn này. Một âu thịt gà rất là to như này. Bên này là một âu phở. Phở và phía bên này là gì em? Wow. Bún gà. Thế mọi người ơi, thèm cực luôn ấy, nhìn này. Bởi vì đây là gà bà con tự nuôi đúng không? Gà mua. À mua à? Vâng. Nhưng mà cũng rất là ngon nhỉ? Đúng. Thế còn gà mình nuôi thì để làm gì? Để bán cũng được, ăn cũng được anh. À. Vâng. Nhưng mà bởi vì hôm nay đông khách nên là phải mua gà ở dưới kia lên nhỉ? Vâng. Wow. Ở phía bên này thì có thêm một mâm nữa thì theo đột, anh đoán không nhầm thì đây sẽ là mâm của các cô đúng không? Đúng. Của phụ nữ đúng không? Nhưng bên này thịt gà đâu hả? Chưa bê ra thôi anh. À chưa bê ra thôi gì? Chứ không phải là bên này không được ăn thịt gà đâu đúng không? Không, không phải. Mọi người cũng rất thân thiện. Đấy, hóa ra là hai cái chậu thịt gà này sẽ chia đều cho hai mâm. Và phía bên này thì các bé bắt đầu ăn trước. Ngon nhờ. Đây, nhìn chúng nó ăn ngon cực. Mỗi bạn một cái đùi gà. Tôi thề luôn, nếu mà các bạn đi vùng cao, các bạn thấy những hình ảnh đấy, các bạn mới thấy khâm phục các bé vùng cao. Bởi vì đây này, ngồi xổm như này thôi, cũng không cần phải ghế ngồi ăn hay là ghế sơ sinh hay ghế gì cả. Và cũng không cần người bón, cũng không cần xem tivi hay điện thoại gì cả. Cứ ngồi thế mà oanh chén. Đấy. Oanh một lúc là no, mỗi ông một cái đùi gà. Ăn với phở, với cơm. Đấy, những hình ảnh này, tuy các bé có hơi vất vả một chút nhưng mà cái chuyện ăn uống của các bé rất là tuyệt vời, rất là tự giác. Đấy, trạc tuổi như này ở dưới miền xuôi thì còn một vài rất nhiều các bạn nhỏ còn lâu mới ăn được như các bé ở đây. Các bé ăn giỏi quá luôn đấy. Nhìn chú này, ngon nhỉ. Ở đây là bọn nó biết nói tiếng phổ thông chưa? Không anh ạ. Đang học lớp mẫu giáo và lớp 1 thôi. À, vẫn đang bập bẹ thôi đúng không? Vâng. Thế bạn nào biết nói cảm ơn xin chào chưa? Bạn nào biết nói cảm ơn rồi nè? Lý á, em cảm ơn ạ. À Lý. Bạn nào biết nói xin chào rồi nè? Chị Pa à? Pa, Pa thì lo lụ vậy. Chị Pa nữa. Cho tí hình cho ấy ạ. Đây là cô con của chủ nhà đây đúng không? Nó không phải, đấy là con họ hàng. Con họ hàng. Con chủ nhà đây. À. Về đây. Đây hai thằng bé này là con của chủ nhà. Vâng. Mình rất là phục các bé luôn. Cầm cái từng tảng thịt như này ăn cho nó đã. Đấy. Cô bé này ăn thì điềm đạm hơn này. Mãi chưa thấy cái đùi gà nó vơi đi một chút nào cả. Đấy, gặm điềm đạm hơn. Nhưng các anh con trai thì ra vận động nhiều, đói nhưng là ăn khỏe hơn rất là nhiều. Ở phía bên này thì hình như các chú vẫn chưa làm xong mà đúng không? Gần xong rồi anh ạ. Gần xong rồi à? Đây bây giờ mọi người sẽ vận chuyển những cái gạch này xuống. Đây mới là vận chuyển chuyên nghiệp này. Tôi nghĩ là như Nô với cả vợ của Ly vừa nãy là chỉ làm mẫu thôi. Thì thấy cho rất là nhiều gạch. Thả vật liệu xuống rồi. Mà phải thả rất từ, nếu mà thả nhanh quá nó xuống dưới kia nó vỡ gạch đấy. Đấy. Mình vừa nói xong. Đây bây giờ anh lại phải xuống nhờ xếp lại. Xây được cái nhà thì nó đã là một cái việc rất là lớn rồi, một việc lớn của gia đình cũng như là một người chồng, một người đàn ông rồi. Nhưng mà xây nhà ở những cái địa hình như này và phải vận chuyển những cái viên gạch bằng những cái phương pháp như này thì quả là rất là vất vả luôn. Không hề dễ dàng một chút nào. Thậm chí là trời vẫn đang mưa to nhưng mà mọi người chưa nghỉ. Cái này khó không nhỉ? Cái này ấy à? Úi dồi ôi, em lần đầu tiên em thấy ấy. À, lần đầu tiên. Vâng, xây nhà đã khó rồi còn phải vận chuyển những cái vật liệu như này nó còn khó hơn. Thậm chí là chú dưới kia phải vác một cái máy khoan lên dốc. Máy cuốc gì anh ạ? Máy cuốc đá đúng không? Đá ở trên này khó. Trên này khó nhỉ? Vâng. Thế nhà anh xây chưa? Hả? Nhà anh xây chưa? Chưa. Chưa xây à? Vâng. Thế anh dự định bao giờ xây? Đĩa cút thì... Hả? À? Không có tiền anh. À, không có tiền à? Thế mình phải đi kiếm tiền để xây thôi. Kiếm tiền gì? Khi nào kiếm được tiền cũng phải xây. À, khi nào kiếm được tiền cũng phải xây thôi. Rồi, các chú thợ xây bắt đầu di chuyển lên để chuẩn bị dùng cơm vì ngoài trời mưa khá là to rồi. Mùa này thì mưa bóng mây. Đấy, những cái bên này thì mưa nhưng bên kia trời vẫn còn nắng này. Phía bên này ông đang bế cháu để chờ cơm.
Trộm vía cậu bé này nhìn rất là ngoan, rất là đáng yêu luôn. Ông năm nay bao nhiêu rồi em? Ồ, 90 tuổi. Ôi, ông 90 tuổi rồi à? Vâng. Wow. Thế mình thấy ông da rẻ vẫn còn rất là hồng hào và khỏe mạnh này. Thậm chí ông còn ngồi bế cháu này. Bé nó còn nằm im trong lòng ông này. Đáng yêu chưa? Ôi rồi. Trộm vía, trộm vía. Ừ. Sau này con lớn là có đường đi xe máy xuống rồi. Không không phải đi bộ như mấy anh chị này nữa rồi. Nè, mình sướng hơn các anh chị rồi. Đấy, nó biết đấy, nó trả lời đấy. Sau này mình có xe máy để đi xuống rồi. Mình không phải đi bộ như đội quân này rồi. Đội quân này thì đi bộ quá giỏi luôn rồi. Ở trong ngôi nhà thì ánh sáng cũng không được tốt cho lắm. Nhưng mà như thế là rất là ấm cúng rồi. Bát của mọi người đâu? Người dân bọn em không cần bát à, cần thìa thôi. Từ từ sao mọi người không dùng bát à? Không cần. Người lạ dân nhờ. Bọn em không cần bát, chỉ cần cái thìa. Chỉ cần cái thìa thôi à? Vâng. Ở đây mọi người lại không dùng bát và mọi người sẽ dùng thìa để ăn trực tiếp vào thức ăn. Chỉ có duy nhất mình thì được anh Ly, em Ly em chuẩn bị cho một bát cơm như này. Ăn như này tập thể này rất là vui. Mọi người dùng cơm đi ạ, đừng để ý em, mọi người cứ ăn đi. Em thoải mái lắm, mọi người đừng ngại, mọi người ăn đi không đói. Mọi người cứ ăn đi. Các chị ăn đi trước hơn trên nhé. Mọi người ăn đi không đói bởi vì mọi người lao động cũng mệt rồi. Đấy, mọi người cứ ăn đi, đừng để ý em. Đây là một cách ăn rất là tập thể. Ơi, ai sinh năm 96 cơ? Anh Ly á? Vâng. Ồ, mình 96 à? Thế thì ít hơn mình nhiều tuổi đấy. 96. Mình 91. Mọi người à, mình thôi cũng bốc tay chung với mọi người đi. Xin miếng thịt gà đi nhỉ? Gà, tôi chọn ngay miếng đùi. Bởi vì ở đây rất nhiều thịt gà. Đấy, ngon như này cơ mà. Gà rất là mềm. Đây thì sẽ là phở được nấu với canh nội tạng, canh gà. Thế bình thường gia đình mình ăn thì có dùng bát không hay là chỉ có đông người này? Không dùng bát à? Vâng. À, bình thường gia đình cũng sẽ dùng thìa như này à? Vâng. Ờ. Thì tùy từng vùng, có những vùng thì sẽ sử dụng bát đũa. Thì đây chắc gia đình cũng có sử dụng bát đũa này, nhưng mà hôm nay tôi đoán là đông người nên là sẽ không dùng bát đũa. Ăn này cho vui. À, nhưng mà mọi người không uống rượu đúng không? Không. Ăn cơm thế này xong mới uống rượu mà. À, ăn xong cơm xong rồi sẽ uống rượu. Vâng. Chứ không vừa ăn cơm vừa uống rượu như không. Ồ. Như thế thì sẽ bớt say rượu hơn đấy nhỉ? Vâng. Bởi vì là mình đổ bê tông rồi ấy. Mình làm no rồi mình sẽ không bị cuồn ruột ấy. Dạ dày mình sẽ không bị hoạt động quá. Vâng. Ly là 96 nhỉ? Vâng. 96 thì là ngày xưa là đi lao động ở đâu? Trung Quốc. Trung Quốc à? Vâng. Là một tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền? Một tháng thì cần 7-8 triệu thôi. 7-8 triệu à? Vâng. Thế là gia đình mình xây ngôi nhà này hết bao nhiêu tiền rồi? Hơn 100. À, hơn 100 rồi, mới đang xây được như này thôi đúng không? Vâng. Khi mà hoàn thiện thì chắc là sẽ phải hơn nữa nhỉ? Vâng. Nó phải rơi vào tầm 150 không? Tầm 150 triệu thì mới có được một ngôi nhà đẹp ở trên đỉnh núi như này. Thế xây nhà xong mình còn đi làm nữa không? Có chứ. Nhưng mà bây giờ không đi được à? À ừ nhỉ, bây giờ không đi Trung Quốc được nữa. Thì mình có thể lựa chọn ở những cái vùng của Việt Nam như ở Bắc Ninh hay là Thái Nguyên ấy. Có xuống đấy lần nào không? Có. Có xuống rồi à? Hải Dương mấy lần rồi. À đi Hải Dương mấy lần rồi nhưng mà chắc là không quen như kiểu đi Trung Quốc nhỉ? Vâng. Vì mọi người cũng biết là bây giờ đường biên giới họ đã rào hết lại rồi. Ngày xưa mình đi Trung Quốc thì mình đi bằng đường gì? Vẫn đi đường ô tô đi mà. À, qua cửa khẩu như bình thường à? Vâng. À, chứ cũng không phải là đi qua đường vượt biên đâu đúng không? Đúng. Ừ, đấy. Thì mọi người cũng đi qua những cái đường chính thống. Sang đấy làm chủ yếu công việc gì? Đi chặt cây. Chặt cây à? Chặt cây, bó phân. Phân có làm bốc vác nữa đúng không? Vâng. Ừ. 7-8 triệu thì cũng nói chung là cũng đủ nhỉ. Vâng. Cả hai vợ chồng đi luôn. Năm ngoái thì được hai vợ chồng đi một năm. Ừ. Đấy thì phải đi những nơi xa như vậy thì mới kiếm được nhiều tiền
chủ yếu là mọi người đi làm những công việc chân tay thôi. Em hỏi một chút là cái con đường mà mọi người đang mở ấy thì là làm hết bao nhiêu tiền rồi ạ? Cái đấy á? Ừ. Có rồi. Đấy chắc hết là 20-30 triệu đấy. À, bây giờ mới làm hết là 30 triệu thôi đúng không? Nhưng mà khi mà kiểu tính cả đổ bê tông rồi hoàn thiện xuống đến dưới kia ấy, thì khoảng hết bao nhiêu tiền mọi người có biết không? Cái đấy thì chắc không biết được. Không biết à? Thì làm đến đâu thì mình chi tiền đến đấy thôi đúng không? Vâng. À, với cả là mọi người cũng dùng công sức của mình để làm thôi nên là cũng không tính được là khoảng làm hết bao nhiêu tiền. Để ăn bát cơm đi. À, rồi mình sẽ dùng. Đấy, gia đình vẫn chuẩn bị cơm để ai không thích ăn mèn mén thì ăn cơm. Gạo này mình cũng mua chứ nhờ, làm sao mà trồng được. Mua thôi. Lắm một cái nồi phở gia đình đã vơi kìa. Nếu mọi người ăn mạnh thịt gà lên chứ nhở, mọi người ăn yếu đấy. Máy bay lúc nãy là của anh à? À đấy, của mình đấy. Xem, bởi vì là mình nhìn ở dưới cái làng mình nó đặc biệt quá. Kiểu cái đường lên nó đã khó ấy, thì mình thử đưa máy bay lên xem nó như thế nào. Nhưng mà lên đây cũng rất là bất ngờ vì nó rất là đẹp. À, mọi người sống đây cũng rất là quây quần và tình cảm nhỉ. Mặc dù là cái điều kiện nó hơi không bằng ở dưới kia, nhưng mà khi mà nhìn mọi người ăn cơm như này thì đã thấy rất là tình cảm rồi. Đối với mình, mặc dù đồ ăn được để vào những cái chậu gọi là tạm, vào những cái chậu của Âu như này, và cái cách ăn uống cũng đặc biệt như này, nhưng mà mình lại cảm nhận được nó rất là ấm áp đấy. Và thậm chí là khi mà mèn mén hết rồi thì vợ của Ly lại sới thêm cho một sới nữa, không bao giờ thiếu được, ăn tẹt ga luôn. Phía bên này thì có ông bà và cô con dâu còn chờ gia đình, có một cô em gái nữa đang đi lấy cỏ, thì mọi người sẽ ăn ở đây. Bên này cũng rất là đầy đủ nên là không lo gì. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phì. Hấu Chua hay là Hấu... Hấu Chua. Hấu Chua đúng không? Vâng. Thôn Hấu Chua, xã Giàng Su... Chu Phì. Giàng Chu Phì. Vâng. Cái tên nó cũng rất là khó đọc. Thì hôm nay rất là vui khi mà lên đến đây và tìm hiểu được qua đời sống cũng như là bà con ở sống ở trên ngôi làng này. Thì thấy mọi người sống ở đây cũng rất là tình cảm và cũng không quá thiếu thốn nhiều thứ. Ngày hôm nay đến với gia đình của Ly thì cũng không có gì nhiều, thì cũng vô tình thôi. Thì cũng nhìn thấy từ dưới lên, thấy mình đang làm nhà thì cũng rất là tò mò. Cả cái bản này của mình nó rất là đẹp ấy. Thì rất cảm ơn mọi người đã cho mình ăn nhờ một bữa cơm. Đấy, gọi là ăn xin đấy, ăn ké. Đấy. Thì rất cảm ơn mọi người đã cho mình ăn ké một bữa cơm. Bữa cơm cũng rất là ngon. Thì hôm nay đến đây cũng không có gì nhiều, thì mình có chút quà muốn tặng gia đình, tức là cũng chỉ là một chút thôi, gọi là tình cảm thôi, gọi là làm quen thôi. Và sau này mình lên đây nhiều hơn thì có thể là mình sẽ thân thiết hơn đấy. Thì không có gì nhiều đâu, thì gửi tặng Ly, kiểu có gì thì mua cho các cháu, hoặc là mọi người khi làm nhà mệt quá thì mua nước uống cũng được nhá. Cầm giúp mình nhá. Thôi, cầm giúp mình. Cái này là quà của mình cũng như là các vị khán giả. Không sao đâu nhá, cầm giúp mình nhá. Thôi cầm giúp mình nhá. Đấy, còn bây giờ thì chờ mọi người ăn cơm xong thì mình với em Nô sẽ đi xem nốt cái hòn đá, ba hòn đá mà nó xếp chồng lên nhau. Ba hòn đá đây có ma không? Không có. À, không có ma à? Nó chỉ là khác biệt và nó kỳ lạ thôi đúng không? Đấy, thì mình cũng rất là tò mò. Bây giờ thì chờ mọi người ăn cơm xong, xem mọi người uống rượu như nào nữa, xong rồi mình sẽ đi xem ba hòn đá đấy. Bây giờ thì hai anh em tôi sẽ đi xem nốt cái hòn đá mà Nô đặc biệt giới thiệu cho tôi, xong rồi quay về để xem là gia đình uống rượu như nào. Bây giờ đường đi khó lắm anh ạ, hơi bị ghê chân đấy, là trơn. Hòn đá đấy là em hay hẹn bạn ra đấy chơi à? Em
đi một mình thôi. À, đi một mình à? Vâng. Khi nào buồn thì ra Hòn Đá chơi à? Vâng. Ồ. Ý ra ngoài đấy chơi lắm anh ạ. Nhưng mà anh hỏi thật là em đã để ý bạn gái nào chưa? Em chưa. Chưa thích bạn nào à? Vâng. Ừ. Em đang cố định học. À, cố định học à? Vâng. Em đi được đi học em cũng đi bằng cái đường này mà. À. Vâng. À, đi học bằng đường này à? Vâng. Ồ. Không như các bạn, các anh em ở miền xuôi. Ừ. Đi vào xe máy, xe đạp điện. Thậm chí các bạn miền xuôi đi học bằng ô tô cơ. Vâng. Ừ. Còn chúng ta thì đi học bằng phương tiện là hai chân. Nhưng mà cái hai chân đấy thì nó lại được cái là mình rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Đúng không? Đúng rồi. Đi một đoạn thì bắt gặp một gia đình nữa. Và ra điện này thì làm những bức tường hoàn toàn bằng đá, tự nhiên xếp chồng lên nhau. Ô, có tiếng trẻ con hát. Bạn nào hát đấy, hát hay thế. Ô, chỗ này để làm gì đấy em nhỉ? Chỗ đấy để người ta làm để ngắm cảnh thôi anh ạ. Ô, ngôi làng này rất là ăn chơi nhá. Này, toàn làm những cái chỗ ngắm cảnh mà kiểu không nơi nào có luôn, không ở đâu có luôn. Cái tầm view ở đây ấy, tôi thề với các bạn luôn, nó cực kỳ đã tầm mắt luôn ấy. Và xa xa còn nhìn thấy hẻm Tu Sản đây kìa. Đấy, hẻm Tu Sản và nước sông Nho Quế xanh lét đây kìa. Và con đường Hạnh Phúc nó uốn éo qua những cái ngọn núi. Oh. Mọi người ở đây đúng là hưởng thụ thật đấy. Chỗ ngắm cảnh này làm rất là đẹp luôn. Bạn nào hát hay ấy nhở? Bạn nào ăn kẹo không? Chú thấy bạn nào hát hay em à? Đây à? Vâng. Lại vào thăm một gia đình khác. Đi hơi khó nha anh. Ừ, đi hơi khó. Trơn. Ui. Chào em gia đình. Là... Chào gia đình nhá. Ờ. Nhà mình cũng nhiều bạn nhỏ nhờ. Thế vâng. Bạn nào vừa hát đấy? Thì người ta thì hát. Bạn nào vừa hát chú đó, nghe ở dưới à? Bạn nào hát hay lắm mà. Con hát à? Đây đây, anh à. Con hát con, à? Con này. Ồ, oh, con hát lại chú nghe một câu đi nào. Bạn này còn đang phải bế em bé này. Con hát đi, hát tặng chú một đoạn nào. Đấy, rơi kẹo rồi. Chắc là ngại và xấu hổ nhưng mà tôi lúc nãy tôi nghe thấy cậu bé hát rất là hay. Nhà mình chưa ăn cơm à? Chưa à. À, đang nấu à? À đâu, đây là nấu rau lợn. Cắm lợn. Nấu lợn. À, nấu lợn à? Vâng. Nấu lợn. Oh. Đây thì ngôi nhà này cũng khá là cơ bản, tương đối là gọn gàng. Nhà mình có mấy người? 6 người. 6 người à? Là mấy con? 4 con. 4 đứa này luôn à? Vâng. Ôi dồi, đẻ lắm thế. Chị, con trai. Có định đẻ nữa không? Không. Thôi nhờ, đẻ thế thôi nhờ. Như này là... Đẻ có, nhưng mà... Con gái, chả có con gái. À, muốn để có con gái à? Vâng. Thì là bạn út này là con gái à? Bạn út là con trai. Toàn trai. À, thế là 4 con trai. Vâng. Ôi giời ơi. Ước mơ có một cô con gái nhưng mà là không, không có. Được, không được. Thôi đừng đẻ nữa nhá. Nhưng mà hứng lên thì đẻ chả sao đâu mà. Ngoại nhìn đẹp quá anh ạ. Ờ, à, đây là cái góc view của gia đình này. Gia đình này thì cũng gọi là trên cả tuyệt vời luôn ấy, góc view này. Đúng là tôi nghĩ rằng khi mà họ lựa chọn làm nhà những nơi này, họ còn phải tính toán cái cảnh ấy. Không biết là có phải không nhỉ em nhỉ? Đúng rồi. À, cũng tính toán cả cảnh nữa à? Vâng, cả thiên nhiên, cả gió các kiểu. À, rất cả nhiều. Thiên nhiên, cả gió nữa à? Vâng. Thì đấy, thì đây là một trong những ngôi nhà mà mình cũng rất là ấn tượng vì cái góc view của ngôi nhà siêu đẹp luôn. Bây giờ thì trời nó hơi muộn một chút thì nhìn nó không được trong lắm thôi, chứ còn nhìn đẹp dã man đấy. À, các bạn có ước mơ như mình không, tức là nhà mở mắt ra nhìn được hẻm Tu Sản, nhìn xuống sông Nho Quế, ít ai có được cái kiểu hưởng thụ như này em nhỉ? Đúng rồi. Ừ, đấy. Có thể đây sẽ là cái niềm vui để gia đình đúng an rồi. Ủi động viên nhau để là sinh sống tiếp ở trên này. Vâng. Ừ. Rồi, ok, mình đi tiếp đi nhỉ. Vâng. Thế chú chào các bạn nhá. Thấy hát hay quá, tưởng là hát cho chú nghe một bài, nhưng mà chắc là đang xấu hổ nên không dám hát. Ừ, con học lớp mấy rồi?
Lớp 5 à? Lớp mấy? Lớp 5 à? Ừ, thôi. Thế bé em nhá, chú đi đây. Khi nào gặp lại thì chúng ta sẽ hát và cùng nhau ăn kẹo nhá. Thế chào gia đình nhá. Chào anh chị nhá. Đấy. Rồi, em chào anh. Mọi người đây rất là thân thiện. Họ không bao giờ xua đuổi chúng ta một tí nào, luôn gọi là xua đuổi em nhỉ? Đúng rồi. Người dân bọn em là không nhất thiết gì cả vào thang nhà này, không sao. Thậm chí là mình còn nghe nói là với đồng bào người Mông ấy thì khi mà họ rất sợ làm phật lòng người khác ấy. Đúng không em? Đúng rồi ạ. Tức là họ không muốn người khác nghĩ xấu hay là ghét mình. Đúng rồi. Có phải không? Phải rồi anh. Nên là họ luôn luôn thân thiện như vậy. Luôn luôn tươi cười như vậy. Đấy là một cái đức tính mà mình thấy cũng rất là đáng yêu. Và chúng ta nên học hỏi. Nhưng tất nhiên là khi mà ở trên này thì cái điều kiện an ninh nó cũng tốt hơn. Còn ở miền xuôi thì người lạ vào nhà thì nó sẽ có nhiều mục đích hơn. Đúng rồi. Có mục đích xấu, có mục đích tốt. Ôi, con đường bên kia là để đi đâu? Con đường đấy là họ dân đã làm để xe đi. Nhưng mà họ đã làm trên sóng. À, cũng ở một cái làng khác à? Vâng. Cùng họ nhưng mà nhiều cái làng lắm anh ạ. À. Vâng. Hai anh chị trên này đi làm bên Trung Quốc 1 năm. Ôi, đi len qua những bụi cây, bụi cỏ và những con đường rất là nhỏ và trơn thì chúng tôi lại bắt gặp thêm một ngôi nhà nữa. Và thậm chí là ngôi nhà này cái quy mô nó còn khủng hơn mọi người ạ. Đây, nhìn cái bức tường đá này, quá là cao luôn đấy. Chắc là họ phải mất rất nhiều công sức để xếp lên được như này. Và vẫn không có một chút bê tông kết dính ở đây cả. Hoàn toàn là xếp lên nhau. Này, gia đình này là giàu ấy chứ đúng không? Bình thường mà anh. À, bình thường à? Vâng. Anh thấy không hề bình thường một chút nào. Nhớ giờ không? Nhớ rồi. Xin chào. Đi anh ơi, phải xem hòn đá thì phải vào trong hai cái nhà này vào. À, đi xem hòn đá phải đi qua nhà này à? Vâng. Cái máy này là để làm gì? Để có đá. À, để nghiền đá à? Để làm bột đá. Ôi dồi, mang hẳn một cái máy to lên như này á? Vâng. Xong có thấy bột đá đâu? Chưa chén. À, chưa nghiền à? Vâng. À, để làm đường mới dùng đến đúng không? Đúng rồi. Mọi người mua hay thuê à? Mua cái máy này hết bao tiền ạ? 20 triệu. 20 triệu để nhai đá. Vâng. To thành đá. Bột đá. Mịn hơn để có thể đổ được đường. Ồ, đây là con của chị hết à? Con này. Thế à? Bạn là 4 con. Chị biết nói tiếng phổ thông tốt quá nhở? Đi làm Bình Dương hay ở Đông? À, cũng đi làm ở Bình Dương à? Vâng, cả vợ chồng đi làm. Ồ, thôi chết rồi, chú lại chia hết kẹo cho các bạn ở dưới rồi. Chú không biết rồi. Trên này có kẹo. À, trên này có các bạn nhỏ. Thôi để hôm khác mình gặp nhau nhá. Xong rồi mình lại chung vui nhá. Nhìn các con cũng rất là trưởng thành, rất là lớn. Đấy. Con chào bà nhá. Nhớ rồng. Bà là chipo. Ôi, để đi xem hòn đá này còn phải đi xuyên qua ngôi nhà này. Nhưng mà chùa Peru đây chỉ châu thôi hả? Ồ, đây còn một bạn nhỏ nữa, dân mình. Rất nhiều trẻ con. Tiếc quá nên mình ấy. Ở trên này không có quán. Không có quán để mua kẹo cho các bé mà để xuống dưới để mua kẹo thì ngược lên thì lại mệt quá. Thôi để hôm khác đi. Hôm khác mình sẽ... Ô, trong này cũng rất nhiều các bạn này. Ồ, ở bên này thì sành điệu hơn. Chào các cô gái nhá. Chào các thiếu nữ. À, đang xem YouTube à? Ừ, thế là phương tiện điện thoại cũng đã lên được đến đây rồi. Đúng rồi. Trên này có mạng. Không, trên này người dân toàn có mạng, dùng 4G. Dùng 4G. Ngôi làng còn làm một cái giếng trời như thế này để lấy ánh sáng tự nhiên. Đây chắc là chủ nhà đúng không? Không, chị dâu. Chị dâu nhà này. À, chị dâu à? Vâng. Em sinh năm bao nhiêu? Sinh 204 ạ. 204 à? Ô, có con chưa? Hai con. Ôi dồi ôi, lấy chồng sớm thế. Có định đẻ nữa không? Không ạ. À, không đẻ nữa à?
hai con thôi, à. Con điểm nữa rồi. Đủ trai đủ gái chưa? Đủ hai con gái một trai. Ừ. Cũng rất là xinh xắn nha. Ok, chào em nhá. Chúc gia đình sức khỏe nhá. Hôm nào lại gặp lại gia đình sau. Chắc chắn là mình sẽ gặp lại những gia đình ở trên này thêm nhiều dịp nữa. Chỉ tiếc là hôm nay mua hơi ít kẹo. Mà quanh đây nó không có hàng quán. Không có ai. Không ai làm hàng quán cả. Nên là thôi thì mong mọi người thông cảm. Còn mình thì lúc nào cũng có kẹo trong người để cho các bé. Một chút ba. Chỉ là chia nó hết thôi. Ở chơi kem. Sao tặng một đứa. Từ từ. Còn hai cái. Quên mất còn hai cái. Này, cầm lấy. Biết xin à. Giỏi quá. Thế cậu bé này đi cùng này chú à? Mà. Ok, hết được. Tôi không biết là cái hòn đá của Nô nó đặc biệt đến mức độ như nào, nhưng mà để đến được cái hòn đá đấy đã là cả một quá trình rồi. Lại thêm một bạn nào nữa đây. Bạn này cũng đi cùng à? Đúng rồi, đi chơi. Đi chơi luôn. Được, ok. Càng đông càng vui. Lại thêm một cô bé này nữa. Đây, con đi trước đi. Bé này tên là gì? Xinh thế. Mỉ. Mỉ à? Vâng. Đây, con đi trước đi. Đi trước chú đi. Úi dồi ôi, nhìn bọn nó chạy lên kìa. Mình phải bò từng bò đi. Bọn nó chạy. Khiếp thật. Đi lên cái ba cái đá kia. Anh quay Freka chắc chắn là đẹp luôn. À thế à? Vâng. Ok. Quay Freka chắc chắn là đẹp luôn gì. Phía xa xa mình đã nhìn thấy cái hòn đá rồi. Nó cũng rất là đặc biệt luôn. Mình chắc chắn rằng là các bạn sẽ bất ngờ với cái hòn đá này. Chú ba chơi game chú ba. Ôi giời. Khi mà leo được đến đây xong nhìn cái con đường về của tôi nó tít dưới kia mà tôi kiểu muốn rơi nước mắt luôn. Không thể nào mà nghĩ được là không biết làm cách nào để có thể về được. Hòn đá này nó nhìn giống như kiểu hòn vọng phu ấy, hòn chờ chồng ấy. Đúng rồi. Đây là một địa điểm mà cực kỳ là ít người biết đến ở Hà Giang. Chưa ai mà người lạ lạ như anh lên đến đây. Đúng rồi. Lên hòn đá này đúng không? Có mấy người anh chả biết được đâu. Bọn cháu em đi học hết rồi. Còn nghe mẹ bố các kiểu nói rằng là họ vào đây cũng chơi. Họ lấy được ở đây mở một cái quán karaoke để khách du lịch họ vào trải nghiệm đây. Vâng. Để vào trải nghiệm hòn đá này hả? Vâng. Mình cũng hy vọng là mọi người sẽ làm được như vậy. Đúng rồi. Thì nếu mọi người làm thì sẽ có một cái con đường nó tốt hơn để đi vào cái phiến đá vọng phu này. Ui. Trời đã bắt đầu tối dần rồi. Đi xong hòn đá này là chắc chắn sẽ tối. Nên tôi sẽ quyết định là không quay về nhà Ly để xem mọi người uống rượu nữa. Mà tôi sẽ đi xuống luôn. Đây là góc nhìn từ phía gần hòn đá. Còn hòn đá hòn vọng phu của chúng ta thì ở đây. Đây rồi. Chúng ta phải trèo lên nữa đúng không? Vâng. Wow. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Mỏm đá này hy vọng là tương lai nó sẽ thành một cái điểm check-in. Nếu mà nó thành được điểm check-in thì cái ngôi làng sắp hạnh phúc của tôi chắc chắn là sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Wow. Để leo lên hòn đá này cũng không quá khó. Ôi đẹp quá anh ơi. Thế à? Vâng. Đợi anh một chút. Ui, tí ngã. Wow. Ui, phải đứng vững nữa. Ui. Wow. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Cái góc view từ hòn đá nhìn xuống rất là tuyệt vời. Chúng mình phải lưu ý là không được bước quá qua đây, bởi vì ngã xuống dưới vô cùng nguy hiểm. Vâng. Quá đẹp luôn. Bây giờ thì mấy anh em tôi sẽ
sử dụng flycam để cho mọi người có thể nhìn rõ được cái hình ảnh của cái phiến đá rất là tuyệt vời này. Rồi thả tay ra. Wow, đây chính là phiến đá mà ngày nay anh em chúng tôi đã rất vất vả để có thể leo lên đến nơi. Rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy, giữa bạt ngàn bao la rừng núi, một phiến đá rất là đẹp. Phiến đá này thì được trồng lên với nhau bằng ba hòn đá khác nhau. Đấy, nhưng mà đây chắc chắn là thiên tạo rồi. Và bằng một điều kỳ diệu nào đấy thì ba hòn đá này đã trồng lên nhau và tạo nên một cái điểm để ngồi chơi, check in rất là đẹp như thế này. Rất là tuyệt vời. Và cái hòn đá này thì rất ít người có thể tiếp cận được. Như các bạn thấy là để lên được đến đây thì chúng tôi đã phải mở những cái con đường qua những cái lối mòn ấy. Nó đã bị phủ hết bởi cây cỏ rồi. Đấy, hòn đá của chúng ta rất là đẹp luôn. Nó cũng không quá tranh vênh nhưng mà khi mà ngồi ở đây ấy, các bạn có thể nhìn được một cái view xuống dưới rất là đẹp. Nhưng rất tiếc hôm nay thì khi mà tôi lên đến đây thì trời nó tối dần rồi nên là không thể nào mà đẹp được như cái lúc trời nó còn sáng. Nhưng mà về cơ bản thì trông nó vẫn rất là ok đấy, mọi người nhìn thấy. Đấy, đây là chính là góc view của ba anh em tôi. Rất là tuyệt vời luôn. Đẹp quá em ạ. Vâng. Ừ. Ban ngày đẹp hơn anh ạ. Ừ, ban ngày đẹp hơn nữa cơ. Khi mà các bạn chinh phục được một cái địa điểm mới như này, một cái kỳ quan của tạo hóa này thì cảm xúc thế rất là sung sướng luôn. Các bạn thân mến, hành trình tham quan ngôi làng Hấu Chua của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng nếu mà các bạn đi qua Hà Giang hoặc là đi lên Mèo Vạc thì các bạn có nhiều thời gian các bạn có thể lên đây chơi thăm và chơi cùng với những người đồng bào ở đây, và đặc biệt là có em Nô ở đây, em sẽ dắt chúng ta đi. Vâng. Nếu mà rồi muốn đi như này thì gọi điện cho Nô kiểu gì nhỉ? Số điện thoại đi, Nô đọc đi. Vâng, 0392 0392 6765 6765 85 85. Vâng. Đó, thì Nô có thể đưa chúng ta đi chơi những địa điểm như này và tham quan ngôi làng cũng như tìm hiểu đời sống của bà con người Mông ở đây. Vâng. Còn bây giờ thì trời cũng tối rồi, anh em chúng tôi có lẽ là phải đi xuống thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Yeah. Thank you.